Xin chào các bạn. Khi nhắc tới Malaysia, có lẽ ấn tượng đầu tiên sẽ là tòa tháp đôi Petronas nổi tiếng ở thủ đô Kuala Lumpur. Đây chính là tòa tháp đôi cao nhất thế giới và từng là tòa nhà cao nhất hành tinh này. Nhưng rất thú vị, khi đó chỉ là một trong nhiều cái nhất của Malaysia mà thôi. Đây thực sự là một đất nước rất đỉnh của khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung. Vậy còn điều gì đặc biệt nữa về Malaysia? Hãy cùng với kênh Thông tin Đó để tìm hiểu trong clip ngày hôm nay nhé. Malaysia có lẽ chúng ta đã quen thuộc rồi phải không nào? Nước này nằm ở khu vực Đông Nam Á, không xa Việt Nam của chúng ta là mấy. Malaysia nằm ngay phía dưới Việt Nam. Diện tích của nước này gần như tương đương với Việt Nam của chúng ta, đó là 329.847 km². Nhưng Malaysia không phải là một vùng lãnh thổ liền mạch, mà lại được chia làm hai khá là thú vị. Một phần của nước này nằm trên bán đảo Mã Lai. Đây là phần có thủ đô Kuala Lumpur. Phần thứ hai của Malaysia nằm trên hòn đảo Borneo. Nhưng Malaysia chỉ chiếm khoảng 26% diện tích của hòn đảo này mà thôi. Còn lại là của Brunei và Indonesia. Như đã nói, Malaysia là quốc gia của những cái nhất. Những cái nhất đầy ấn tượng không chỉ của Đông Nam Á mà còn của thế giới nữa. Nhưng trước khi đến với những điều đó, chúng ta cần một chút hình dung về kinh tế và sự giàu có của nước này. Malaysia không phải là nước giàu nhất của Đông Nam Á. Về mặt thu nhập bình quân đầu người, họ vẫn còn kém Singapore hay là Brunei. Nhưng mức GDP bình quân đầu người của họ cũng khá cao. Năm 2020 là hơn 10,4 nghìn đô la Mỹ. Còn cao nhất từ trước đến nay là năm 2019, khi họ đạt mức thu nhập bình quân đầu người hơn 11,4 nghìn đô la Mỹ. Nhìn chung, Malaysia là một đất nước có thu nhập trung bình khá. Họ không phải là số 1 của Đông Nam Á, nhưng nền kinh tế của họ thì rất đáng mơ ước đấy. Vào năm 2019, GDP của Malaysia đạt 365,3 tỷ đô la Mỹ, lớn thứ 3 Đông Nam Á, xếp thứ 12 của châu Á và đứng thứ 33 trên toàn thế giới. Malaysia còn là quốc gia có mức sống cao nhất Đông Nam Á và có tỷ lệ thất nghiệp rất thấp. Nhờ đó, Malaysia trở thành một trong những quốc gia có hồ sơ kinh tế tốt nhất tại châu Á. Để có được điều đó, chính phủ Malaysia đã có nhiều nỗ lực không nhỏ trong việc cải cách nền kinh tế, đưa ra các chính sách phát triển và tầm nhìn ngắn hạn, dài hạn theo từng giai đoạn. Tiêu biểu cho sự thay đổi này phải kể đến việc chuyển đổi từ nền kinh tế nông nghiệp hàng hóa sang nền kinh tế đa lĩnh vực, đặt trọng tâm là công nghiệp và dịch vụ. Nông nghiệp của Malaysia giờ chỉ chiếm 7% nền kinh tế. Hai lĩnh vực quan trọng hơn là công nghiệp và dịch vụ. Như công nghiệp chiếm khoảng hơn 37% GDP. Malaysia đã tận dụng nguồn nguyên liệu thô như là dầu, khí đốt, đồng và bauxit để phát triển công nghiệp. Ngoài ra, Malaysia còn là quốc gia sản xuất thiết bị bán dẫn lớn nhất thế giới. Đây cũng là một trong những điểm mạnh giúp Malaysia thu hút nguồn đầu tư lớn từ nước ngoài và qua đó thúc đẩy nền kinh tế của quốc gia. Nhất là khi chính phủ đưa ra chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm công nghệ cao và phần mềm. Trước đây, từng có rất nhiều người Việt Nam sang Malaysia để lao động ở trong những ngành công nghiệp như vậy. Thời điểm nhiều nhất có lẽ là những năm đầu thập niên 2000. Còn với dịch vụ, ngành này chiếm khoảng hơn 54% GDP của Malaysia. Các dịch vụ chính liên quan tới các hoạt động thương mại phân phối, du lịch và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay là giao thông. Trong đó, du lịch có tiềm năng phát triển nhất, chiếm khoảng 7% GDP với 26,1 triệu khách du lịch đến từ nước ngoài. Du khách đến với Malaysia vì nhiều lý do, đặc biệt là vì những cái nhất của quốc gia này. Cái nhất nổi tiếng hơn cả là tòa tháp đôi Petronas. Tòa tháp nổi tiếng tại Kuala Lumpur này đã giữ vị trí tòa nhà cao nhất thế giới từ năm 1998 đến 2004. Tòa nhà này có 88 tầng, điểm cao nhất của tòa nhà này là 459,1 mét. Nhìn chung, cứ mỗi khi nhắc đến Malaysia thì tòa tháp đôi Petronas luôn hiện lên đầu tiên trong suy nghĩ của nhiều người. Ai cũng muốn đến đây một lần để xem thực sự tòa tháp này vĩ đại đến như thế nào. Dù sau này đã bị những công trình ở Đài Loan hay Dubai xoán ngôi số 1 thế giới, nhưng ít nhất vẫn còn một cái nhất của tòa tháp này, khi nó là tòa tháp đôi cao nhất thế giới. Một trong những vị trí luôn được săn đón bậc nhất ở tòa tháp này, đó là cây cầu nối hai tháp với nhau ở tầng thứ 41 và 42. Vị trí này cao 170 mét so với mặt đất. Tất nhiên, giá để lên đến đây cũng không hề rẻ. Vé cho người lớn là 80 ringgit của Malaysia, tức là nếu quy ra Việt Nam đồng thì khoảng hơn 400.000 đồng. Không chỉ có tháp Petronas, Malaysia còn rất nhiều cái nhất khác khiến người dân Đông Nam Á hay du khách bốn phương phải ngỡ ngàng. Có thể nhiều người sẽ bất ngờ, nhưng Malaysia là một trong những vương quốc của trái cây tuyệt vời nhất khu vực Đông Nam Á. Ở đây có rất nhiều loại trái cây nổi tiếng, và nổi tiếng nhất trong các loại trái cây đó chính là sầu riêng. Sầu riêng ở Malaysia là nhất, không đâu so sánh được. Sầu riêng ở đây có vị thơm ngon hơn hẳn của các quốc gia khác trong khu vực. Tuy nhiên, do khá nặng mùi nên nó thường bị cấm ở những khách sạn lớn của Malaysia.
Và đặc biệt hơn cả là ngoài những trái sầu riêng ruột vàng thường thấy thì Malaysia còn sở hữu sầu riêng ruột đỏ đặc trưng hiếm thấy. Tuy nhiên, nếu không ăn được sầu riêng thì du khách còn có rất nhiều lựa chọn thú vị khác, nhất là măng cụt. Sầu riêng được gọi là vua trái cây ở Malaysia thì măng cụt được mang danh là nữ hoàng. Nhiều người cho rằng việc ăn quá nhiều sầu riêng sẽ bị nóng. Do đó, măng cụt sẽ là lựa chọn tuyệt vời nhờ khả năng giảm nhiệt bên trong, giúp cơ thể sảng khoái và dễ chịu hơn. Và tất nhiên, Malaysia còn rất nhiều loại trái cây tuyệt vời khác nữa. Nói về nếp ăn uống thì Malaysia đúng là một nước vô cùng đặc biệt, pha trộn giữa kiểu Tây và kiểu Đông rất thú vị. Malaysia là một quốc gia đa sắc tộc và chịu sự ảnh hưởng của nền thuộc địa của Anh, nên văn hóa Malaysia chịu sự ảnh hưởng không nhỏ từ những cộng đồng người Ấn Độ, người Hoa, người Indonesia, người Mã bản địa và văn hóa phương Tây. Người Mã Lai ở Malaysia chỉ chiếm khoảng 55% mà thôi, kế đến là người Hoa khoảng 25%, 10% là người Ấn Độ và phần còn lại là các sắc tộc khác. Vì quá đa dạng nên Malaysia ngoài tiếng Malay thì nước này còn dùng cả tiếng Anh như là ngôn ngữ chính thức. Sự đa dạng đó ăn sâu vào đời sống của người dân, nhất là vấn đề ẩm thực. Người Malaysia có bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối như bình thường. Ngoài ra, do ảnh hưởng của nước Anh, họ còn có thêm cả trà chiều và đôi khi có cả bữa đêm. Malaysia cũng là một trung tâm của ẩm thực đường phố với các món ăn mang hương vị đặc sắc đến từ Ấn Độ, Trung Quốc, Philippines và Singapore. Có một điều rất thú vị, nếu bạn vào nhà hàng mà được phục vụ thìa và dĩa nhưng lại thiếu dao thì chớ ngạc nhiên. Vì người Malaysia thường ăn bằng tay giống như Ấn Độ, và đó là lý do họ không chuẩn bị dao cho thực khách. Nhưng có một thói quen sẽ khiến khách nước ngoài rất bất ngờ về Malaysia, đó là quốc gia này cực kỳ nghiện Milo. Từ trẻ em, người lớn, người nước ngoài, người dân địa phương, thậm chí là những chú khỉ ở đây cũng đều uống Milo. Và loại sữa này chính là thức uống quốc dân của người người nhà nhà tại Malaysia. Loại sữa được chế biến từ sô-cô-la và lúa mạch này được xem là điều gắn bó không thể tách rời với người dân và cả đất nước Malaysia. Thậm chí nếu bạn đến những cửa hàng cà phê và muốn dùng một ly sô-cô-la, họ vẫn sẽ phục vụ bạn Milo. Tại Malaysia, Milo được dùng để biến tấu thành nhiều phiên bản khác nhau, từ sữa nóng, sữa lạnh đến các loại thạch, bánh hay là kẹo. Nhưng nói đến những cái nhất thì tự nhiên của Malaysia xứng đáng đứng trong hàng nhất. Ở đây có ngọn núi cao nhất Đông Nam Á, đó là núi Kinabalu với độ cao khoảng 4.095m. Nơi đây rất giàu có về mặt tự nhiên, trong đó đỉnh núi, công viên Kinabalu đã được vinh danh là di sản thế giới của UNESCO. Malaysia cũng là nước có hang động lớn nhất thế giới, đó là hang động Sarawak, một nơi rộng tới nỗi người ta có thể cất vài chục chiếc máy bay Boeing 747 ở đây. Ở Malaysia còn có rất nhiều hang động lớn khác. Ở những nơi như thế này, người ta tìm thấy hàng triệu con rơi cũng như những loài chim yến. Rừng nhiệt đới ở Malaysia cũng là nhất. Về mặt tuổi đời thì đúng là như vậy. Rừng Taman Negara có tuổi đời hơn 130 triệu năm và được coi là rừng nhiệt đới có tuổi thọ cao nhất trên hành tinh này. Và nói về tự nhiên thì ở Malaysia thực sự là nơi lý tưởng cho tất cả. Malaysia là nhà của hơn 14.500 loài thực vật, hơn 200 loài thú có vú, 600 loài chim và nhất là hơn 140 loài rắn. Có những kỷ lục đã được ghi nhận ở Malaysia. Đây lại là một cái nhất khác. Ví dụ như con rắn hổ mang chúa dài nhất thế giới. Con rắn này đã từng bị bắt tại Port Dickson của Malaysia vào tháng 4 năm 1937 với chiều dài đáng kinh ngạc, đó là 5,54m. Nhưng điều kinh ngạc hơn nữa là khi được chuyển đến vườn thú ở London, nó lớn thêm và dài tới 5,71m. Malaysia cũng là nơi có loài hoa lớn nhất thế giới có mùi của xác chết với tên gọi là Rafflesia, rất là đặc biệt và kỳ dị. Và nói về cuộc sống của người dân Malaysia thì Hồi giáo đóng một vai trò rất quan trọng. Nước này có khoảng 62% dân số theo đạo Hồi, tiếp theo là đạo Phật và thứ ba là đạo Công giáo. Cũng chính vì thế mà du khách sẽ phải chú ý một số điều khi đến Malaysia, nhất là việc ăn mặc hở hang hay việc thể hiện tình cảm ở nơi công cộng. Và điều cuối cùng, điều mà rất nhiều người thích thú khi đến Malaysia, đó là nước này là một thiên đường mua sắm thực sự với các trung tâm thương mại lớn và mở cửa rất muộn từ sáng tới đêm. Càng về những ngày cuối tuần, họ sẽ còn mở cửa muộn hơn nữa. Nơi đây sở hữu vô số những trung tâm thương mại sầm uất, buôn bán đầy đủ các mặt hàng thời trang, điện tử, từ cao cấp cho đến bình dân. Tuy nhiên, để chiếm được sự yêu mến của khách du lịch giá rẻ, thì một số mặt hàng của Malaysia thường có giá cả phải chăng, vừa túi tiền, thậm chí là rẻ hơn rất nhiều so với những nơi khác trên thế giới. Trên đây là những điều thú vị nhất, đặc biệt nhất, hầu như là những cái nhất về Malaysia, đất nước không xa với Việt Nam của chúng ta là mấy và từng rất gần gũi vì những mối quan hệ kinh tế, văn hóa hay là thể thao. Hy vọng các bạn đã có một trải nghiệm thú vị khi theo dõi video ngày hôm nay trên kênh Thông tin đó đây.
Đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để chúng ta luôn đồng hành cùng nhau nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.